Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 h 30 phút sáng thứ ba ngày 12 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Từ ngày 11 đến 13 tháng 3, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây mận tả van tại xã Lùng Thần, huyện Simacai lớp tập huấn được tổ chức theo phương thức cầm tay chỉ việc trực tiếp tại vườn các hộ dân tham gia lớp tập huấn được cán bộ tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh hướng dẫn kỹ thuật vin tỉa cành tạo tán kỹ thuật bón phân đúng liều lượng phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của cây khuyến khích sử dụng phân hữu cơ biết áp dụng biện pháp tổng hợp phòng trừ kịp thời một số đối tượng sâu bệnh hại trên cây mận tà van thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ cho người dân về canh tác mận an toàn theo quy trình Việt Gáp, gia tăng giá trị kinh tế cho cây trồng chủ lực ở địa phương. Ngày 11 tháng 3, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị quán triệt triển khai tập huấn phần mềm nghiệp vụ cơ bản, cảnh sát và phần mềm điều tra hình sự đối với công an cấp xã. Trong thời gian 5 ngày, 326 học viên đến từ 152 xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được tập huấn một số nội dung cơ bản của phần mềm điều tra hình sự, dự án xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ ứng dụng công nghệ sinh chắc học, kết nối đồng bộ thông tin phục vụ công tác của lực lượng công an nhân dân, phần mềm bảo mật cho hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ. Thông qua đó giúp lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ công an cấp xã nắm vững các quy định, quy trình, đảm bảo triển khai hiệu quả phần mềm nghiệp vụ cơ bản cảnh sát và phần mềm điều tra hình sự từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 trên phạm vi toàn quốc, thúc đẩy chuyển đổi số trong các hoạt động chuyên môn của ngành. Với đường biên giới dài trên 182 km, nhiều đường mòn lối mở và hệ thống đường giao thông thuận tiện cho việc đi lại nhiều năm qua Lào Cai trở thành địa điểm để các đối tượng buôn bán ma túy lợi dụng để trung chuyển ma túy. Nhân kỷ niệm 27 năm ngày truyền thống cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 12 tháng 3 1997, 12 tháng 3 2024. Trong phóng sự sau, mời quý vị và các bạn cùng đến với những chiến công thầm lặng của Công an tỉnh Lào Cai trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đầu tháng 3 này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã bắt giữ thành công đối tượng Giàng A Mùa, trú tại bản Khò Hồng, xã Trường Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ là 10 bánh heroin và 24.000 viên ma túy tổng hợp. Đây là một chuyên án phức tạp vì trong quá trình di chuyển, đối tượng rất manh động và liều lĩnh chống trả lại lực lượng chức năng. Trong lúc truy đuổi và khống chế đối tượng, một cán bộ đã bị thương nặng nhưng vẫn quyết tâm cùng đồng đội hoàn thành chuyên án. Đây chỉ là một trong hàng trăm chuyên án ma túy lớn mà công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công thời gian qua. Khi về đến Lào Cai ấy, thì các đối tượng thường là xé lẻ, vận chuyển đi nhiều nơi là lợi dụng các cái mạng xã hội để liên lạc làm cho cái công tác phòng chống ma túy cũng rất là khó khăn. Từ nhiều năm nay, Lào Cai được xác định là địa bàn trung chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại. Các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động chống trả lại lực lượng chức năng cuộc chiến chống tội phạm ma túy ngày càng trở nên cam go khốc liệt hơn. Nhưng với sự dũng cảm mưu trí trong nghiệp vụ, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện, điều tra, bắt giữ 393 vụ với 507 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ gần 37 kg heroin, 5,2 kg ma túy tổng hợp, 55 kg quả thuốc viện và nhiều tài liệu khác có liên quan tập trung chủ yếu các cái nhóm tội phạm như là trộm cắp tài sản, cố ý tích và đặc biệt là tội phạm về ma túy. Từ cái nhận định đó thì chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai các cái chương trình kế hoạch công tác bám nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật cũng như là tố giác tội phạm. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức cụ thể, xây dựng kế hoạch hết sức cụ thể, tỉ mỉ, chi tiết và từng các nội dung đảng ủy lãnh đạo tỉnh duyệt và trực tiếp là các trinh sát giao cho chính sát cảnh phòng và tổ chức triển khai thực hiện trong những năm qua thì từ cái việc là chỉ đạo sát sao của đảng ủy lãnh đạo tỉnh sự vào cuộc của các đội sĩ đặc biệt là lãnh đạo phòng đã tổ chức công thành công rất nhiều chiến án với tinh thần ý chí lòng can đảm trong thực thi nhiệm vụ mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai tự hào viết tiếp truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân có phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh phòng chống ma túy, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hết năm 2023, toàn tỉnh có 825 công trình cấp nước tập trung nông thôn, trong đó có 35 công trình cấp nước sạch đạt quy chuẩn Việt Nam, 790 công trình hiện đang cấp nước hợp vệ sinh. Hiện công tác quản lý sử dụng khai thác công trình cấp nước đã có những chuyển biến tích cực Ý thức người dân được nâng lên, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như số công trình thu được tiền sử dụng nước thấp, mức thu thấp, nhiều công trình không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương và cơ quan đơn vị liên quan cần làm tốt công tác quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn, tổ chức giả soát, xây dựng kế hoạch đầu tư mới, nâng cấp sửa chữa công trình cấp nước, giao khoán công tác quản lý khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân theo quy định. 424 tổ truyền thông cộng đồng được thành lập tại 9 trên 9 huyện thị xã thành phố với 3.738 thành viên tham gia hoạt động hiệu quả đã góp phần tích cực làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người dân, từng bước xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng. Hết năm 2023, có 303 tổ truyền thông được cung cấp trang thiết bị ban đầu như micro, loa kéo, loa cầm tay, trên cơ sở giả soát các thiết bị đã được trang bị. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức 45 lớp hướng dẫn thành lập và vận hành cho 2.908 thành viên tổ truyền thông cộng đồng, xây dựng 24 chương trình truyền thông bằng tiếng Việt, 24 chương trình truyền thông bằng tiếng Mông, Giao, Giấy trên sóng phát thanh đài phát thanh truyền hình Lào Cai. Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông trên các ấn phẩm truyền thông của hội, trên các trang fanpage, phát 414 poster đến 138 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh qua đó thúc đẩy mạnh mẽ và tạo sự chuyển biến, nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết một cách căn bản bất bình đẳng trong nhiều lĩnh vực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Nhờ được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống y tế, cơ sở trên địa bàn tỉnh đã từng bước được đồng bộ hiện đại, giúp đồng bào các dân tộc được tiếp cận nhiều hơn với dịch vụ y tế chất lượng. Lào Cai có 8 bệnh viện đa khoa và 9 trung tâm y tế, 18 phòng khám đa khoa trực thuộc bệnh viện đa khoa tuyến huyện, 152 trạm y tế xã phường thị trấn trực thuộc trung tâm y tế huyện thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Hiện tỉnh đang triển khai xây mới trung tâm y tế các huyện Bảo Thắng, Bắc Hà, Bảo Yên, Văn bàn, sửa chữa trung tâm y tế thành phố Lào Cai, nâng cấp các phòng khám đa khoa Tầng Lỏng, Mường Bo, Xin Chén, xây mới trạm y tế Bản Liền, Lùng Phình và sửa chữa 12 trạm y tế bị xuống cấp. Đây được coi là các hạng mục đầu tư quan trọng để nâng cao năng lực y tế cho tuyến cơ sở giúp thực hiện tốt các mục tiêu y tế dân số, chăm sóc sức khỏe ngay từ ban đầu. Được ví như điểm trường cổ tích trên vùng cao Bắc Hà, điểm trường chính của trường mầm non Lồng Phình, xã Lồng Phình là môi trường học tập lý tưởng cho học sinh, tạo được niềm tin cho bà con dân bản yên tâm gửi gắm con em mình trong hành trình xây dựng tương lai. Nằm giữa thôn Pờ Trồ được ôm ấp bởi những triển ruộng bậc thang uốn lượn, điểm trường chính của trường mầm non lùng phình tựa như tòa lâu đài cổ kính với màu sơn vàng nhạt những ổ cửa uốn cong trong không gian như cổ tích ấy bằng bàn tay khéo léo của mình các cô giáo mầm non đã tô điểm cho bức tranh thêm rực rỡ với những đồ chơi đồ trang trí bằng sỏi đá vật liệu tái chế để thu hút được trẻ vào môi trường giáo dục an toàn hạnh phúc thì tôi luôn tận dụng các không gian trong và ngoài lớp học đổi mới sáng tạo tạo điều kiện cho trẻ được học tập trẻ được sáng tạo, khám phá trải nghiệm và quan trọng là trẻ sẽ được trải nghiệm mọi lúc mọi nơi. Được khánh thành năm 2014 do chị Hoàng Thị Tú, con gái đồng chí Hoàng Trường Minh, nguyên bí thư tỉnh ủy Lào Cai tài trợ và một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước. Với kiến trúc sáng tạo, tôn trọng giá trị cảnh quan, văn hóa bản địa, thời điểm đó, điểm trường này được đánh giá là một trong những ngôi trường vùng cao đẹp nhất cả nước. Năm 2021, trường mầm non Lùng Phình được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường mầm non Lùng Phình 1 và trường mầm non Lùng Phình 2. Điểm trường Pờ Trồ được chuyển thành điểm trường chính. Với sự tận tình, nhiệt huyết của các thầy cô, trường mầm non Lùng Phình là một trong 7 trường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 4 tuổi đầu tiên của huyện Bắc Hà. Tỷ lệ học sinh ra lớp đạt 100% và 100% trẻ 5 tuổi chuyển lớp vào trường tiểu học thấy con có nhiều sự thay đổi khi đi đến trường. Cháu mạnh dạn, tự tin, giao tiếp tiếng Việt tốt và ham thích đi học. Tôi luôn tin tưởng vào sự nghiệp giáo dục trong nhà trường. Nhà trường không ngừng tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc trong trường mầm non, gắn liền với nét giáo dục, bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương, luôn tôn trọng sự phát triển tự nhiên của trẻ nhằm phát huy tối đa khả năng của bản thân trẻ. Với sự tận tình nhiệt huyết của thầy cô, từ điểm trường cổ tích này, những mơ ước, những hy vọng về tương lai tươi sáng của các em nhỏ vùng cao được chấp cánh bay cao bay xa. Chuyển sang các tin tức thời sự trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ, La Sơn, Hòa Liên, làm chết và bị thương nhiều người. Công điện ngày 11 tháng 3 do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký thay Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo đó, cùng với việc bố trí mọi điều kiện về y tế thuốc men để cứu chữa người bị nạn, công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập trên cao tốc làm rõ các vi phạm của tổ chức cá nhân có liên quan khi liên tiếp để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn. Các bộ ngành, cơ quan có liên quan tiến hành giả soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc này, đồng thời đưa ra các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 3 năm 2024. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới phê duyệt đề án phát triển công nghiệp dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là bước khởi động quan trọng để thành phố sớm lập khu công nghiệp y dược tập trung đầu tiên của cả nước. Theo đó, khu công nghiệp chuyên ngành y dược được quy hoạch tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2, huyện Bình Chánh với diện tích 338 ha, gồm các chức năng chính: trung tâm nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo về lĩnh vực y dược, tập trung các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm chuyên ngành y dược và phụ trợ trung tâm giao dịch các sản phẩm chuyên ngành y dược và phụ trợ. Đề án sẽ chú trọng chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc và thiết bị y tế, đặc biệt ưu tiên sản xuất thiết bị y tế kỹ thuật cao, sản xuất vaccine, sinh phẩm, các thuốc mới, thuốc phát minh để đáp ứng nhu cầu phòng chữa bệnh trong nước, từng bước thay thế thuốc nhập khẩu, hướng tới xuất khẩu với lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá. Thị trường du lịch hè 2024 đang bắt đầu nóng lên từng ngày. Nhằm kích cầu du lịch, Thời điểm này, các hãng hàng không, doanh nghiệp đang đẩy mạnh hàng loạt chương trình giới thiệu giảm giá khuyến mãi. Hành khách có thể mua vé đồng giá nội địa với mức chỉ từ 1 triệu 099 000 đồng một chặng, đã bao gồm thuế phí để đi nhiều điểm du lịch hấp dẫn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Quy Nhơn, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc. Ngoài ra, các hành trình khứ hồi từ Việt Nam đi quốc tế cũng được ưu đãi với mức thấp nhất chỉ từ 4 triệu 300 000 đồng, đã bao gồm thuế phí các hãng hàng không trong nước cũng phối hợp với doanh nghiệp du lịch lữ hành xây dựng chương trình kế hoạch khai thác đến các địa phương, quốc gia trọng điểm về du lịch nhằm hỗ trợ thúc đẩy hoạt động du lịch nội địa và quốc tế. Lần đầu tiên quốc kỳ của Thụy Điển đã được kéo lên tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc tại Tây Dương NATO ở Brussels, Bỉ, đánh dấu tư cách thành viên của quốc gia Bắc Âu này trong liên minh quân sự lớn nhất thế giới. Tại lễ thượng cờ, quốc kỳ Thụy Điển được kéo lên cùng quốc kỳ của 31 quốc gia đồng minh khác. Lễ thượng cờ cũng diễn ra đồng thời tại Bộ Tư lệnh Đồng minh ở Bỉ và Bộ Chỉ huy Đồng minh ở bang Virginia, Mỹ. Với việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO sau Phần Lan, tất cả các quốc gia giáp biển Baltic, ngoại trừ Nga, đều đã trở thành thành viên của liên minh quân sự này tại buổi lễ, tổng thư ký NATO hoan nghênh thủ tướng Thụy Điển tới sự sự kiện, đồng thời nhấn mạnh Thụy Điển đã có được vị trí xứng đáng trong khối này. Liên hợp quốc đã đưa ra thông điệp nhân dịp tháng lễ Ramadan của người hồi giáo, trong đó kêu gọi thế giới chung tay hỗ trợ những người đang phải gánh chịu nỗi đau chồng chất ở Gaza, cũng như những người đang phải đối mặt với xung đột hàng ngày. Liên hợp quốc bày tỏ hy vọng tháng lễ linh thiêng này sẽ mang lại hòa bình và hướng nhân loại xây dựng một thế giới công bằng và nhân ái hơn. Trong video đăng tải trên mạng xã hội X, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bộc bạch, ông luôn nghĩ về những người dân đang chật vật sống ở những vùng xung đột. Nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc cũng khẳng định, trong thời điểm thử thách này, tinh thần của tháng lễ Ramadan là ngọn hài đăng của niềm hy vọng để hàn gắn những chia rẽ và hỗ trợ những người gặp khó khăn. Tháng lễ Ramadan bắt đầu đối với người Palestine vào ngày 11 tháng 3, trong khi muộn hơn một ngày với một số nước Ả Rập và Hồi giáo khác. Ngày 11 tháng 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức lãnh đạo của nước này đã tham dự phiên bế mạc kỳ họp thứ hai Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Nhân đại, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Trong phiên bế mạc, các đại biểu Quốc hội đã thông qua nghị quyết về báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, dự thảo sửa đổi luật tổ chức của Quốc vụ viện, tức chính phủ Trung Quốc. Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia năm 2024 và dự toán ngân sách trung ương và địa phương năm 2024. Trước đó, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14 khai mạc ngày 5 tháng 3 với sự tham dự của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cùng gần 3.000 đại biểu. Ngày 11 tháng 3, Thủ tướng Nhật Bản Kishida khẳng định nước này đã rút ra bài học từ thảm họa động đất sóng thần hồi năm 2011 đồng thời khẳng định sẽ có các biện pháp ứng phó thảm họa mạnh mẽ hơn. Tuyên bố trên được đưa ra tại lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa tại tỉnh Fukushima. Lễ tưởng niệm có sự tham gia của Thủ tướng Nhật Bản Kishida cùng một số quan chức cấp cao của chính phủ. Những người tham dự sự kiện đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân vào đúng 14 giờ 46 phút theo giờ địa phương, thời điểm xảy ra trận động đất cách đây tròn 13 năm. Theo số liệu mới nhất được Cơ quan Cảnh sát Quốc gia tính tới cuối tháng 2, thảm họa này đã khiến 15.900 người thiệt mạng và hơn 2.500 người mất tích. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.